Đức Từ Cung Đoan Huy Hoàng Thái Hậu là thân mẫu của vua Bảo Đại và là hoàng thái hậu cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam. Cuộc đời bà gắn chặt với những thăng trầm của triều đại nhà Nguyễn. Đức Từ Cung tên thật là Hoàng Thị Cúc, sinh năm 1890. Gia đình bà tuy có cha làm quan tri huyện nhưng có cuộc sống rất khó khăn. Sau này, vì gia cảnh khốn khó nên bà được tiến vào cung làm thị nữ hầu hạ cho hai vợ quá của vua Đồng Khánh là bà Thánh Cung Nguyễn Thị Nhàn và bà Tiên Cung Dương Thị Thục. Tại đây, duyên phận đã giúp bà gặp được Phụng Hóa Công Nguyễn Phước Bủ Đảo là vua Khải Định sau này. Là con trai của vua Đồng Khánh, vẻ ngoài nhu mì, hiền lành của bà đã khiến hoàng tử rung động. Năm 1913, bà hạ sinh hoàng tử Vĩnh Thụy là vua Bảo Đại sau này, người con duy nhất của vua Khải Định, mặc dù sinh hoàng tử nhưng bà không được nuôi con. Vĩnh Thụy được Tiên Cung Thái Hậu đón về cung, tự chăm sóc và nuôi nấng. Năm 1916, bà Hoàng Thị Cúc được vua phong là Huệ Tần, tiếp đến là Huệ Phi, bậc thứ hai trong cửu giai chính bậc mà các vua triều Nguyễn phong cho các phi tần của mình. Sau khi vua Khải Định băng hà, vua Bảo Đại lên ngôi, tôn phong cho mẹ mình là Đoan Huy Hoàng Thái Hậu, người dân Huế tôn kính gọi bà là Đức Từ Cung hay Đức Từ. Theo sử liệu, Đức Từ Cung sinh ra trong gia đình quan lại cấp thấp, hoàn cảnh khó khăn nhưng bằng sự chịu khó, đức tính cần cù, Đức Từ Cung không ngừng phấn đấu rèn luyện cả chữ Hán, pháp văn và quốc ngữ, cùng với các nghi lễ, văn hóa ứng xử cung đình và cả trên trọng trách mà bà đảm nhiệm. Cuộc đời của bà gắn liền với những câu chuyện truyền miệng mang màu sắc tâm linh, chuyện kể rằng, thời xưa ở làng Mỹ Lệ, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, có một ông thầy địa lý đã nhìn mộ ông chi huyện Hoàng Trọng Tích mà phán rằng họ này sẽ phát hoàng hậu. Ai nghe xong câu ấy cũng cười, coi đấy là lời phán bừa. Ai ngờ sau đó con gái ông huyện đã trở thành hoàng thái hậu cuối cùng của triều Nguyễn, tức Đức Từ Cung. Ở ngôi vị hoàng thái hậu cao sang, nhưng Đức Từ Cung vẫn sống một cuộc đời bình dị, gạt bỏ đi những thị phi để bảo vệ danh dự cho hoàng gia, gìn giữ gia phong cho đệ nhất gia đình của vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu. Lúc triều đình nhà Nguyễn cáo chung, vua Bảo Đại lưu vong ở xứ người, Đức Từ Cung vẫn neo giữ cả thể xác và tâm hồn ở Huế. Bà tự bỏ tiền ra để sửa thái miếu, hưng miếu, cùng các công lăng của các thành viên hoàng gia triều Nguyễn. Ngoài ra, Đức Từ Cung còn được đánh giá là có nhiều công lao trong phong trào chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam vào đầu thập niên năm 1930. Những năm tháng cuối đời, bà lại trở về cuộc sống cô đơn và nghèo khó, không có con cháu bên cạnh. Nhưng dù cho cuộc sống khó khăn, nhưng Đức Từ Cung vẫn làm tròn bổn phận của mình với tổ tiên nhà Nguyễn cho đến giây phút cuối cùng. Đức Từ Cung mất ngày 3 tháng 10 năm 1980, thọ 91 tuổi. Lăng mộ của bà được xây cất ở làng Dương Xuân, Huế, cạnh lăng vua Đồng Khánh và vua Tự Đức.